Về nhà đi con, Vũ phá sản Thư nhập viện, bà Giang lên tiếng bể nghi án chấp nhận Nhã làm con dâu mới. Thưa quý vị và các bạn, hình ảnh Vũ xuất hiện tại ngân hàng dấy lên tin đồn về diễn biến phim rằng anh sẽ bị phá sản vào tập 77 tới. Trong Về nhà đi con, việc Vũ sẽ bị phá sản được nhiều người xem đồn đoán từ lâu. Hơn nữa, ở những tập gần đây, mối quan hệ của Vũ và Nhã đã không còn gắn bó như trước. Nhã càng ngày càng thể hiện ý muốn độc chiếm Vũ, trong khi anh đang dần chán chường mối quan hệ tình cảm với cô đối tác này. Việc Vũ thể hiện thái độ hờ hững, thậm chí mặc kệ, ngay cả khi nhận tin nhắn của Nhã giữa đêm dự báo sẽ khiến cho đối tác của anh trở mặt. Từ một người rạch ròi chuyện công việc và tình cảm, Nhã đang ngày càng lún sâu vào mê cung tình ái với Vũ. Diễn biến phim chứng minh việc hợp tác công việc thành công đến đâu phần nhiều phụ thuộc vào mức độ quan tâm của Vũ dành cho Nhã. Thế mà, sau khi Thư ôm con về nhà bố đẻ, tuyên bố ly hôn, Vũ gần như thức tỉnh và dè chừng với Nhã. Các tình tiết này càng khiến cho nhiều người xem dấy lên giả thuyết Nhã sẽ khiến cho Vũ chao đảo khi hủy hợp đồng, cuối cùng lâm vào cảnh phá sản. Giả thuyết càng trở nên đáng tin hơn khi mới đây, hình ảnh Vũ xuất hiện trong ngân hàng được cộng đồng mạng chia sẻ. Đây được coi là hình ảnh ghi nhận từ phân cảnh Vũ đi vay tiền để gây dựng lại công ty. Phân đoạn này cũng được dự đoán sẽ lên sóng vào tập 77 tới đây. Chưa hết, một trong những cảnh hậu trường rò rỉ trước đây bỗng được mang ra bình luận trở lại là hình ảnh Vũ cùng chị Huệ, bố Sơn xuất hiện trong bệnh viện. Trước đây, hình ảnh được đồn đoán là khi cả nhà cùng đưa Thư đi sinh, nhưng phân cảnh Thư đi sinh trước đây, loạt tình tiết này hoàn toàn không xuất hiện. Hậu trường cảnh quay mà nhiều người nghĩ là Vũ cùng gia đình Thư đưa Thư đi sinh, nhưng không phải, những người chứng kiến cho biết đây là cảnh Thư bị nhập viện. Trong đoạn clip dò dỉ được tung lên mạng, chủ nhân đoạn clip cho biết nguyên nhân khiến Vũ cùng chị Huệ và bố Sơn có mặt trong bệnh viện là vì Thư bất ngờ nhập viện. Chưa hết, tại bệnh viện, bố Sơn sẽ gặp lại người cũ là cô Hạnh sau thời gian dài xa cách. Cùng lúc bị phá sản, Thư phải nhập viện, liệu Vũ có tìm đến Nhã để cưới như lời đồn? Đó là câu hỏi mà nhiều người xem Về nhà đi con thắc mắc lúc này. Và điều này lại được bà Giang, nghị sĩ Ngân Quỳnh tiết lộ trong một bài phỏng vấn mới đây khi được hỏi liệu Nhã và Vũ có đến với nhau khi Vũ Thư ly hôn. Bà Giang giả thuyết, tất nhiên là không. Chắc chắn bà Giang sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu nữa, huống chi bà đã có cháu nội. Từ lúc mà vợ chồng bà Giang đứng ngắm cháu nội ở cái lồng vô trùng cho em bé, bà nhìn thấy cả bao nhiêu năm bên nhau với ông Luật, rồi lại nhìn thấy thế hệ tiếp theo của gia đình, Thư và Vũ và sau đó là Cubon. Bức tranh gia đình đã hiện ra trước mắt, bà và bao nhiêu bậc cha mẹ sẽ không ai muốn con mình phải tan đàn xẻ nghé, nghệ sĩ Ngân Quỳnh nói. Trước thông tin bà Giang là người từng gây tổn thương cho Nhã, khiến cô quyết tâm quay về trả thù gia đình khiến Vũ lâm vào cảnh phá sản, nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng có phản hồi. Từ hồi cô Nhã xuất hiện, nhiều bạn xem phim đặt câu hỏi, thậm chí nhắn tin hỏi tôi rằng có phải bà Giang là người đã gây ra cho Nhã một nỗi đau nào đó hay không? Bản thân tôi thấy mọi người nghĩ như vậy cũng thấy rất làm lạ, không hiểu sao khán giả lại cho rằng tôi đã là người gây tổn thương cho Nhã. Vì anh Vũ quan hệ lăng nhăng bên ngoài biết bao nhiêu người, lấy đâu bà Giang có biết thể biết mặt hết được, huống hồ là Nhã. Diễn biến chi tiết sẽ diễn ra như thế nào? Những tập tiếp theo sẽ là câu trả lời cho tất cả những nghi vấn này. Lại có giả thuyết cho rằng việc Thư đang khỏe mạnh, được cả Dũng và Vũ quan tâm chăm sóc. Hơn nữa, ở nhà bố Sơn, Thư không hề buồn bã về chuyện tình cảm mà còn rất hạnh phúc khi có được cả hai người Dũng và Vũ quan tâm, được cả bố Sơn, chị Huệ và Dương chăm sóc. Mặt khác, thấy Vũ lại đang bắt đầu tỏ ra quan tâm chăm sóc hai mẹ con, Thư từ u buồn mệt mỏi tủi hờn khi bế con ra khỏi nhà chồng về nhà bố đẻ, nay lại trở nên vui tươi và có những hy vọng về một gia đình hạnh phúc với Vũ. Vậy mà bất ngờ Thư lại nằm viện. Liệu đây có phải do Nhã làm? Cô Tiểu Tam đã thốt ra một câu, em yêu anh, mẹ kiếp em lại yêu anh mất rồi. Phải chăng từ âm mưu trả thù Vũ sau khi tiếp cận với Vũ, cô Kim ngày nào đã quên mối thù? Vì tình cảm trước đây cô dành cho Vũ vẫn sâu đậm nên cô lại yêu. Những tình tiết này cho thấy
cô 100% đích thị là Kim, dù khán giả vẫn chỉ đoán già đoán non với cách nói lấp lửng mập mờ của cô ả. Chính vì vậy, sau khi bị Vũ quất ngựa truy phong, cô ả này thù hận chất chồng thù hận. Cô ta thấy chỉ nhắm vào Vũ thôi chưa đủ, cô ta còn tiếp tục nhắm vào vợ con Vũ, vì biết rằng Vũ đang ngày càng dành nhiều tình cảm cho cô vợ hờ mà Vũ đã nói với Nhã rằng cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa chứ không có tình cảm. Chính vì thế Nhã đã tìm cách gây ra tai nạn cho Thư khiến Thư phải nhập viện. Nếu đúng như vậy thì thực sự Nhã quá độc ác. Cô Kim tội nghiệp ngày nào được khán giả thương xót, nay trở về lại khiến tất cả mọi người căm ghét. Nếu biết quên đi thù hận thì tự mình chữa lành vết thương cho cô. Nhưng cô ả không như vậy, cô ta đã lún quá sâu. Và nếu đây là cách mà Nhã cố gắng giành lấy Vũ cho bằng được thì thực sự chị bị đẩy ra xa thêm thôi, chứ không bao giờ Vũ có thể yêu Nhã được. Huống hồ, ngay từ lúc này chỉ là sự đòi hỏi quan tâm ở Vũ đã khiến cho Vũ khó chịu rồi. Tuy nhiên đây cũng mới chỉ là giả thuyết mà khán giả đưa ra. Và những bình luận của chúng tôi về diễn biến mới của bộ phim trong những tập sắp tới. Trên các diễn đàn phim về nhà đi con, phần bình luận của khán giả đã thể hiện sự quan tâm của khán giả tới tình tiết đặc biệt này. Sự thật là như thế nào? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ được đạo diễn, biên kịch dẫn dắt ra sao? Khán giả sẽ đón nhận như thế nào? Chúng ta hãy tiếp tục đón xem những tập tiếp theo của bộ phim. Phim được lên sóng vào lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.